Xin chào các bác, em lên sóng tiếp con máy lọc khí Daikin Vầng Trăng. Đây là cái mẫu máy mà đến thời điểm bây giờ thì nói về giá thành nó rất là vừa phải các bạn. Còn về cái độ lọc của nó thì rất là VIP nhé. Kể cả những con đắt tiền bây giờ cái công nghệ chưa chắc đã bằng những con này đâu ạ. Đấy. Cho nên là riêng đối với hàng bãi thì nhiều khi các cái năm sản xuất hay là cái đời nó chưa hẳn đã phải là quan trọng các bác. Quan trọng là các bác mua được cái máy VIP hay không thôi. Đấy, con lọc Daikin này em đảm bảo với các bác là trong cái giới lọc không khí, kể cả cải tiến sang cái mẫu mới của Daikin cũng chỉ bằng con này thôi, chủ yếu là thay đổi về cái hình thức bên ngoài các bạn, thậm chí có những con đời mới còn không bằng nhé. Cho nên là mình kinh tế vừa phải thì các bác cứ lấy cho em con này. Cái chiếc này thì nó dùng cho phòng khoảng 50 mét vuông đổ lại được, phù hợp cho phòng khách hay phòng ngủ, tất cả các phòng đều ok hết nhé. Em để mã số 3. Tình trạng máy mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, công nghệ eco, tiết kiệm điện. Mỗi một giờ các bác chạy eco này chỉ hết khoảng 15W điện thôi. Hẹn giờ các thứ các bạn này, hẹn giờ bật tắt, tăng giảm ánh sáng đèn, lọc khí khử mùi nhanh một chạm, bù ẩm, tắt bật ion, timer, đèn báo phần trăm độ ẩm, cảm biến bụi mùi. Hai bên cột tính điện rất là mới các bạn ạ. Con này có một cái màng HEPA zin của Nhật các bạn nhé. Màng HEPA zin của Nhật chưa bóc ni lông luôn. Than rất là mới này. Màng HEPA zin chưa bóc ni lông nhé, vẫn còn mới tinh. Cái màng này mà mua mới nó vào nếu bên Nhật. Nhưng mà các bác đi mua mới nó rơi vào khoảng tầm 1 triệu đến 1,2 triệu một cái màng này, tùy từng nơi bán nhé. Rất là đắt, cái màng này rất là hiếm luôn. Con này nó có cái màng zin này vẫn để nguyên này. Daikin Vầng Trăng này thì nó là mẫu mã nó rất là đẹp, giá thành thì hợp lý vừa phải. Trước thì rất là đắt, bây giờ thì nó giá thành hạ hơn, cho nên các bác tiếp cận nó dễ. Nhiều bác thì cứ nghĩ rằng là bây giờ nó rẻ thì liệu nó tốt không? Đấy. Tốt hay không thì nó giá thành nó cũng không phụ thuộc vào cái vấn đề rất rẻ đâu nhé. Theo thị trường nó ra mẫu mới thì những cái mẫu này nó rẻ đi thôi, chứ còn không phải là bảo bây giờ nó rẻ mà tạo ẩm như mới thôi các bác ạ. Gần như chưa dùng luôn nhé, tinh luôn, cái nó trắng đẹp sáng. Con này Daikin Vầng Trăng đẹp xuất sắc, giá bán là 3,3 triệu, bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển. Máy em đấu biến áp điện 220V rồi các bác nhé.